Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Astiva Bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ 1 đồng. Trở lại với phần thứ nhì của Cà Phê Sáng, cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi cái tin tức liên quan đến siêu vi khuẩn Omicron, một biến thể mới của coronavirus. Cho đến sáng ngày hôm nay thì bác sĩ Fauci, ông nói rằng còn quá sớm, ông chờ 1-2 tuần nữa. Và đồng thời để tìm hiểu xem các loại thuốc chủng của Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Hiện nay thì các phòng thí nghiệm đang thử nghiệm cái việc để xem coi các loại thuốc chủng sẽ chống lại, có sức đề kháng như thế nào với Omicron. Và đồng thời các viện bào chế, trong đó Pfizer, ngay lập tức khi họ biết trước mình nữa, anh Thái à, họ biết trước được có những cái loại biến thể nào ở bất cứ nơi nào trên thế giới, và ngay lập tức cái phòng thí nghiệm họ thực hiện ngay cái loại thuốc chủng. Thì đến giờ phút này đó, Pfizer, Moderna đang nghiên cứu loại thuốc chủng để chống lại Omicron. Thì bác sĩ Fauci nói cho đến khi chúng ta phải chờ ít nhất phải 2 tới 3 tháng nữa thì các loại thuốc chủng này mới có để chống lại Omicron. Và tuy nhiên cái việc mà tốt hết nhất đó là những ai mà chưa có booster, chứ còn không phải là chích ngừa nữa. Thưa quý vị, chích ngừa là phải chích rồi, nhưng mà ông nói rằng những người đã chích 2 mũi rồi thì đây là cơ hội để có thêm mũi booster, vì ít nhất cũng sẽ giúp được cái sức đề kháng. Mặc dầu đến sáng ngày hôm nay bên phía Phi Châu họ đưa ra những cái tin tức, và điều những cái tin tức này đã giúp cho thị trường tài chính bớt tụt điểm so với ngày hôm thứ sáu khi mà tin tức này được đưa ra. Thưa quý vị, họ làm việc sau ngày lễ tạ ơn, chứng khoán xuống cả 1.000 điểm thì sáng nay đã lên trở lại, bởi vì giới đầu tư họ đã nghe được những tin tức nói rằng cái tầm nguy hiểm của Omicron không đến nỗi quá lo sợ, và đồng thời đó các thuốc chủng hiện nay vẫn có sức đề kháng. Có nghĩa là những ai chích ngừa, nếu trong trường hợp bị nhiễm Omicron hoặc thậm chí Delta variant á, cũng sẽ hỗ trợ cái sức đề kháng. Tuy nhiên có những cái quan điểm khác như Đinh Quang Thái. Có người nói rằng nếu cái thực tế sau vài tuần lễ nữa mà thấy Omicron này, cái sức lây lan nó có nhưng mà nó không có làm cho chúng ta bệnh nhiều hơn nữa, thì đó là một tin rất là tốt. Tại sao? Lý do họ nói biến chủng trong tương lai sau Omicron càng ngày càng yếu đi. Và cái điều đó đối với những cái chuyên gia sáng nay họ nói đó là một tin tốt, bởi vì sau Delta variant nó giữ, họ nói rằng cái con Delta rồi có lúc trường hợp sau Delta nó có những con Delta plus nữa, nhưng mà đến giờ phút này thì thấy cái sự tác hại của chúng không bằng cái con Delta lúc đầu. Thì bây giờ cái Omicron này nếu có, mà sau một thời gian nó lây nhiễm mà nó không làm cho người ta nhập viện nhiều hơn hoặc chết nhiều hơn nữa đó, thì cái khả năng của coronavirus hy vọng càng ngày càng yếu đi. Tức là cái thuốc chủng hiện nay đã có cái tầm ảnh hưởng rất là tốt lên để tạo nên cái sức đề kháng của con người. Nhiều nước rồi chứ không riêng người nước Mỹ đã bắt đầu nói câu rằng là chúng ta phải sống với con COVID-19. Ông Fauci ông nói cái đó rồi. Thiếu trường hợp Việt Nam trước kia thì giới lãnh đạo Hà Nội bảo không, chúng ta sẽ đánh nó cho nó tan tành, nó ra giết nó cho bằng được, phải không? Dí từng góc phố một để bắt với con COVID-19 này mà giết. Nhưng mà sau này thì Phạm Minh Chính, tức là thủ tướng của nhà nước Hà Nội, đã phải tuyên bố rằng thôi, bây giờ chúng ta phải sống với con này vậy. Thì cái kinh nghiệm của cái tiến triển về bệnh tật của thế giới cho thấy rằng trước bất kỳ một cái loại bệnh nào mới xuất hiện thì người ta rất là lo âu, dĩ nhiên phải trả giá bằng cái chết của nhiều người. Nhưng mà sau đó khi các nhà khoa học đã tìm được những loại thuốc rồi đó thì người ta phải sống quen với nó thôi. Có thể chúng ta
tin được một cái khá là vững chắc đó là mai sau này mỗi một năm thì mỗi mùa đông đến chúng ta chích một cái mũi thuốc flu rồi chúng ta sẽ phải chích thêm một cái mũi nữa. Mũi đó có thể để ngăn ngừa cái loại virus của cái năm đó mà thuộc cái loại corona. Nhưng mà sáng nay thì lãnh đạo của nước Anh là ông Thủ tướng Boris Johnson đã chính thức kêu gọi là hội nghị G7, tức là 7 cường quốc có cái nền kinh tế lớn nhất trên thế giới họp khẩn cấp để mà bàn về vấn đề ảnh hưởng của kinh tế ra sao, về phương diện dịch bệnh ra sao đối với cái con mà virus chủng loại biến thể mới này. Trong giai đoạn chờ đợi đó thì các quốc gia mà thuộc khối G7 đó đều nhắc nhở dân chúng là phải tiếp tục mang khẩu trang, tiếp tục giữ giãn cách xã hội và tất cả những học sinh của các cái trường học đó, những giáo sư, thầy cô và những người đến thăm viếng các trường cần phải mang khẩu trang. 7 quốc gia đó là Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và nước Mỹ. Và thưa quý vị, sáng nay thì chính phủ Anh cũng nói rằng bắt đầu từ ngày mai thứ ba, tất cả những người nào mà từ ngoài nước Anh, bất kỳ từ quốc gia nào mà đến nước Anh đó, thì đều phải có một cái thử nghiệm kết quả ngay trước khi lên máy bay hoặc là đi đường bộ, đi đường tàu biển vào nước Anh, để họ tránh cái sự lây lan của cái chủng loại mới. Cá nhân anh Thùy, anh có lo sợ không? Không, tôi không lo. Tại vì sao? Một khi mình đã chích ngừa rồi và chích thêm mũi nữa rồi, thì cái tôi nghĩ rằng nó là một loại coronavirus. Nó không phải là một cái loại mới nào cả. Nó là chỉ là biến thể thôi. Thì nếu mà thuốc chủng hiện nay đã tác động lên coronavirus cộng thêm cái sức đề kháng của chúng ta nữa và chúng ta đã chích ngừa rồi, thì đó là cái sự an tâm mà chúng ta có khả năng đề kháng được. Mình chỉ lo cho những người không chích ngừa thôi. Còn những người không chích ngừa thì họ không chích thì họ bị lây nhiễm rồi họ bị như thế nào đó thì đành phải chịu thôi. Bởi vì đó cũng là lý do mà ông Tổng thống Joe Biden sáng nay đó, theo những gì chúng ta biết được, sẽ không đóng cửa nước Mỹ. Không thể đóng cửa mãi được. Mà như anh đã nói đó, Đại Hàn, Nam Hàn là quốc gia có thể nói rằng đã tuyên bố đầu tiên là sống chung với con coronavirus này. Thì bây giờ chúng ta chỉ có tìm cách, tìm và có những cái công cụ, có những cái phương cách nào để chống lại chúng. Chứ còn bây giờ, và sống chung với chúng thôi. Chứ còn chúng sẽ hiện hữu và chúng sẽ cứ biến thể. Nó tương tự như là influenza. Năm nào nó cũng có hết trơn á. Thì bây giờ cứ năm nào, có người chích ngừa, có người không chích ngừa cũng không sao hết. Nhưng mà bị một cái thì là nằm ở nhà 3 ngày, 4 ngày hay là 7 ngày có người tử vong. Một năm chúng ở nước Mỹ này có cả chục ngàn người chết vì cúm. Nhiều chứ, nhiều hơn chục ngàn người. Nhiều hơn, mình đại khái như thế. Người ta bảo nó shape up cái quả đất này lại, tức là nó làm thay đổi cái diện mạo của quả đất và cách sinh sống của con người. Bằng chứng là sau này, sau 2 năm đó, bây giờ tôi ít thấy người nào bắt tay nhau lắm nhé. Ra đường bây giờ họ bắt đầu mà đấm vào người nhau một tí rồi chọn đụng cùi chỏ một tí, phải không? Cái điều và đó cũng, cái việc mang khẩu trang nó trở thành thường xuyên, đó là chưa kể nhiều khi đứng gần nhau quá người ta cũng ngại ngùng. Và tôi biết là có những gia đình còn nói rất rõ với nhau trong bữa cơm thì tuyệt đối là không muốn nói chuyện. Ăn thì ăn chứ không nói chuyện, bởi vì họ sợ là cái hơi nó sẽ thả ra rồi văng một tí nước bọt vân vân á. Nó làm thay đổi cái cách suy nghĩ của chúng ta về đời sống và cái nếp sống của con người. Đó là bắt buộc thôi, bởi vì nếu không đó thì nhưng mà phải nói nhưng mà anh, cá nhân anh thì trong cái sinh hoạt gia đình và thân hữu thì anh có những cái biện pháp như thế nào hay không, hay có biện pháp gì hay không thì tức là những người anh biết là và họ đã chích ngừa rồi, biện pháp nhất là chúng ta vẫn phải giữ gìn. Dĩ nhiên trong bàn ăn thì chả ai mang khẩu trang sao mà ăn. Nhưng mà đi máy bay chẳng hạn thì chúng ta tuân thủ tối đa cái lệnh của các hãng máy bay là phải mang khẩu trang khi ngồi trên máy bay vào phi trường cũng vậy. Gặp gỡ bạn bè thì cũng tránh tụ tập đến tới 500-700 người thì cái sự nó sẽ xảy ra. Nhưng mà thưa quý thính giả và anh Hoàng Trọng Thụy, qua cái chuyện này đã chúng ta mới thấy một điều thế này này. Cái gì nó đang xảy ra trên quả đất này đó, nó là một cái lời cảnh cáo. Bởi vì biết bao nhiêu nhà khoa học nói rồi, chúng ta cứ tiêu xài thiên nhiên, chúng ta cứ phá hoại thiên nhiên, chúng ta cứ sống một đời sống nó gọi là hưởng ngày hôm nay thôi đó, thì các thế hệ sau sẽ e cổ ra trả, mà trả bằng sống bằng những thế hệ sau. Bằng chứng là ngày hôm nay
trên biển cả đó, không biết bao nhiêu cái loài cá, loài mọi thứ đó đã dính vào những cái vật dụng mà chúng ta phế thải ra, làm ô nhiễm môi trường, hủy hoại cái môi trường sinh thái. Chúng ta phải cẩn thận lắm, bởi vì đây là một cái lời cảnh báo thôi. Cái con Covid-19 này thực sự khởi đầu nó từ một cái loài thú nào đó mình không biết, nhưng mà nó là một cái lời cảnh cáo cho con người. Chúng tôi tiếp tục với phần 3 của Cà Phê Sáng ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Cảm hứng muôn nơi, hãy đi tìm.